Bây giờ ai có ý kiến xin mời trình bày đi nào. Tôi hôm nay đến muộn vì tắc đường quá. Mọi người cũng đã cố gắng và nỗ lực hơn nhiều, dù đôi khi tất cả cũng phải nhìn nhận lại đôi điều. Xe cộ để đúng chỗ nhưng ý thức không đúng nơi, thì giờ tắc làm tắc nghẽn đâu cũng là đúng thôi. Nhường nhau chút nhắc mãi mà giờ đã quên sao, đi về nhà mà lâu như là chờ đường sắt trên cao. Thành niên đã hô hào tổng vệ sinh cùng nhau, bao nhiêu là thử thách chẳng nhớ bắt đầu từ đâu. Vậy mà rác trước cổng vẫn còn cao ngập cả chân, giá tít hơn khi khổng lồ như là vlog và tân. Tại thế thì toàn cổ lộn cháo lại của mình. Năm nay thỉnh thoảng cũng còn nấm mức, sống ở giữa thủ đô mà cũng bị mất nước. Có trôi đến cả cái việc hít thở qua ngày, chẳng phải là nước anh mà sương mù vẫn đang đầy. Một năm trôi qua đánh giá chúng ta vẫn hơi chỉ, sống vẫn chưa heo thì đã thấy chưa các vị. Của mình độ này có nhiều túi ni lông, ra chợ mua thịt cầm về túi ni lông. Shipper giao đồ phần nhiều là túi ni lông, đi mua hộp xôi 3.000 xôi 7.000 túi ni lông. Giang hồ bỗng thành hai đồ được mọi người tung hô, không đồng tình thì anh đây không sợ. Một vài nơi điểm thi cao vọt, chẳng biết đúng hay sai, hay chỉ cần có nông đỏ bà kia là thành xuất chúng nay mai. Tổ chốt đoạn được đâu tốt để bà con khỏi phải nghĩ nhiều. Phố mình năm nay vinh dự tổ chức cả hội nghị mít chiều. GDP tăng vọt, tôi chỉ dùng một từ rất tuyệt. Thanh niên giờ chỉ sợ thất tình chứ chẳng lo thất nghiệp. Nhưng giờ là một tràng pháo tay để tuyên dương, thể thao nổi trội nhiều tấm huân chương. Anh em hô nhau quả quyết kiên cường, giặc danh cằn nước ta đều thương. Ai ham chơi trông chơi có như ta không cần, ai làm thời ngon ngây có như ta không thân, ai bất lỗi không bền có như ta không nhờ, nhưng đem vinh quang mang cho quê hương ấy thôi thì ta không nhờ. Alo alo, xin được tổng hợp tất cả ý kiến mà quý vị vừa trình bày. Năm nào mà chả xảy ra mấy cái chuyện không may, thì là mà rằng điều quan trọng nhất là cả tổ mình cũng chung tay. Ý ngoài kia rất đúng, ý của chị bảo không sai, ý các cụ rất phải, ý của các cháu ta có một không ai. Xây dựng nông thôn mới, cả tổ mình tiến tới, sống lao động học tập cuộc đời vui với ai. Ai ham chơi trông chơi có gì ta không ngờ, ai làm thời ngon ngây có gì ta không thân, ai bất lỗi không bền có gì ta không nhờ, nhưng đem vinh quang mang cho quê hương ấy thì ta không nhờ. Trông chơi coi như ta không cần, ai làm thời ngông ngây coi như ta không thân, ai bất lỗi không bền coi như ta không nhận, nhưng đem vinh quang mang cho quê hương cái đó thì ta không nhận.